Hi, chào các bạn, lại là mình và con kênh của Lương Hebi đang đứng trước cổng trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội trong playlist review chuyên ngành. Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội nằm trên phố Hai Bà Trưng. Đây là nơi đào tạo ra nhiều thế hệ nghệ sĩ tài năng trong lĩnh vực âm nhạc, sân khấu, mỹ thuật. Với video này, Hebi sẽ cùng các bạn tìm hiểu về chuyên ngành đồ họa trong khoa mỹ thuật ứng dụng tại đây. Và điều đặc biệt ở trường Cao đẳng Nghệ thuật đó là chúng mình sẽ bắt đầu được học nghệ thuật từ cấp 3, tức là các bạn có thể được tiếp cận với kiến thức thiết kế đồ họa từ lớp 10 một cách bài bản và chuyên nghiệp. Các bạn khán giả yêu quý ơi, hiện tại thì Hebi đang ngồi cạnh một nhân vật, người mà có thể giải đáp được mọi câu hỏi liên quan đến chuyên ngành thiết kế đồ họa của trường Cao đẳng Nghệ thuật. Xin giới thiệu cô Lương Thảo. Xin chào Hebi và các bạn khán giả, mình là Lương Thảo, giảng viên của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Hôm nay mình rất là vui khi được ngồi đây cùng trò chuyện với Hebi và các bạn. Chị Thảo ơi, trước khi mà có những câu hỏi chi tiết về chuyên ngành thiết kế đồ họa, em muốn giải đáp thắc mắc đấy là em nghe nói là trường Cao đẳng Nghệ thuật là mình có thể đi vào từ cấp 3, từ lớp 10. Lớp 10 là các bạn đã có thể bắt đầu chuyên ngành rồi ạ? Đúng rồi em ạ. Lúc mà các bạn tốt nghiệp lớp 9, tốt nghiệp trung học cơ sở đấy là có thể là thi vào trường Cao đẳng Nghệ thuật rồi. Tuy nhiên, các bạn học đó sẽ là hệ trung cấp nhé. Chưa phải là hệ cao đẳng đâu, hệ trung cấp nó sẽ song song với học văn hóa của cấp 3, hệ trung học phổ thông cấp 3 ấy. Thế thì cái việc mà mình vào đấy mình sẽ phân bổ lịch học văn hóa và năng khiếu như thế nào ạ? Cái việc mà phân bổ văn hóa với cả năng khiếu thì các bạn ấy sẽ học song song luôn nhé. Học song song luôn, nghĩa là có thể là một nửa buổi sáng các bạn ấy sẽ học chuyên ngành thiết kế đồ họa này, chuyên ngành mỹ thuật này, và một nửa buổi chiều các bạn sẽ học văn hóa này. Cái việc đấy thì sẽ thay đổi theo từng năm, ví dụ năm nay khóa này học buổi sáng đấy, khóa sau thì lại học buổi chiều cũng được. Thích nhở, thế là kiểu đúng là mình được tiếp cận với cả các môn năng khiếu từ sớm luôn, thay vì là việc như kiểu ngày xưa là em sẽ phải tìm hiểu này rồi đi học ôn, tức là cấp ba thì mình vẫn học như bình thường, rồi sau đó thì mình sẽ phải đi tìm các lò ôn ôn thi, rồi sau đó đến thi vào đại học thì mình mới được tiếp cận với cả cái chuyên ngành, với cả cái định hướng của mình. Thế thì sau khi ra trường ấy chị, thì cái giá trị của cái bằng cấp sẽ như thế nào ạ? Mình có bằng kiểu bằng văn hóa trước đúng không chị? Đúng rồi, sau khi mà các bạn ra trường ấy, thì đối với cả bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thì các bạn vẫn có thể thi lên được đại học bình thường, nó không có gì là khác cả. Còn có thêm một cái bằng nữa, đấy là bằng trung cấp nghề. Chuyên ngành thì là chuyên ngành thiết kế đồ họa này, thiết kế thời trang này, và hội họa này. Tức là kiểu nó sẽ như kiểu là mình sau khi mình xong cái chương trình cấp 3 về độ tuổi nhá, là mình cũng có bằng như là các bạn học cấp 3 bình thường, xong ngoài ra lại có thêm bằng hành nghề. Mình có thể nhận job làm được luôn đấy chị nhỉ? đúng các bạn ạ. Vì mục tiêu ấy của trường là các bạn sau khi tốt nghiệp các bạn biết cách, các bạn hiểu được là thế nào là cái đồ họa, và các bạn sẽ làm được các cái sản phẩm thông thường đó, tiếp cận luôn với nghề, thậm chí là kiểu có thể mình sẽ có những khách hàng đầu tiên đúng không? Chứ còn ví dụ như bọn em kiểu phải chờ đến, em nhớ là phải chờ đến năm thứ nhất đại học, sau đó thì em bắt đầu học một chút về chuyên ngành vào năm thứ hai này, rồi mình bắt đầu biết máy móc phần mềm, đến lúc đấy mình biết máy móc phần mềm một chút thì bắt đầu mình có những khách hàng đầu tiên. Còn trước đấy thì năm thứ nhất thì là sẽ là nhận làm cộng tác viên theo kiểu là vẽ tay thôi. Đấy thì em thấy rằng là mình học sớm, nói chung là biết sớm cũng khá là hay. Thì sau đấy là với cái bằng đấy các bạn cũng hoàn toàn tiếp tục là đi thi các trường đại học liên quan đến chuyên môn, tức là kiểu có thể thi những cái công nghiệp, thi kiến trúc, thi mỹ thuật ít kêu được đúng không chị? Đúng rồi em ạ. Thế thì có trường hợp nào mà các bạn thì muốn thi một trường khác không chị? Ví dụ như là sau khi học xong cấp 3 ở Cao đẳng Nghệ thuật, sau đấy lại thấy kiểu dễ hướng mà lại đi học theo một chuyên môn khác thì có được không chị? Được chứ em. Tại vì bằng tốt nghiệp trung học phổ thông này thì nó vẫn là quá trình đào tạo của Bộ Giáo dục mà. Nên là các bạn có thể là học xong, các bạn có thể học
thi tiếp về các trường năng khiếu à. Hoặc là các bạn có thể thi các trường khác. Nó cũng có với chị, trường hợp như thế có xảy ra không chị? Học sinh của chị cũng có như mấy bạn như thế à. Học xong rồi thì bảo là con thấy là cái đồ họa đối với con như thế này là đủ rồi. Con muốn thi ngân hàng, con muốn thi ngoại ngữ, con muốn thi trường này trường kia. Vâng. Đấy thì đúng là kiểu mình trải nghiệm sớm, mình tìm hiểu sớm thì mình sẽ kiểu có cái định hướng sớm cho mình nó được kiểu ok hơn. Chứ còn ngược lại với trường hợp đấy nhá, thì em có kiểu ngày xưa em có chị đồng nghiệp ấy, chị học ngân hàng. Thế vì theo nguyện vọng của bố mẹ mà không muốn cho học nghệ thuật nên chị học tốt nghiệp đại học ngân hàng, thậm chí là có bằng thạc sĩ, học hẳn hệ thạc sĩ của ngân hàng, mà rất là xịn, học rất là giỏi. Nhưng cuối cùng bỗng một ngày đẹp trời thấy rằng là nghề ngân hàng cũng không hợp với mình, và thế là xoay hướng, nó bắt đầu lại đi học các khóa học vẽ thiết kế ở ngoài để trở thành thiết kế nghệ thuật ạ. Thế chị Thảo ơi, thế thì bây giờ cái cách thức mà mình thi vào trường như thế nào? Bởi vì nếu mà có năng khiếu thì chắc là cũng liên quan đến vẽ vời nhỉ? Cái cách thức mà thi vào trường ấy thì là các bạn vẫn phải đăng ký thi như bình thường, và cái môn thi là môn năng khiếu nhé. Thi vẽ này, đối với cả khoa hội họa thì các bạn sẽ phải làm hai bài thi, một là hình họa chì, hai là bố cục màu. Còn đối với cả khoa thiết kế thời trang thì cũng vẫn là một bài hình họa chì và một bài trang trí màu. Còn đối với khoa thiết kế đồ họa thì chỉ cần phải thi một cái bài hình họa chì thôi. Thế ạ? Ông thiết kế đồ họa lại chỉ cần hình họa chì thôi. Nhưng mà hình họa chì là gì đấy hả chị? Hình họa chì ở đây kỹ hơn, đấy sẽ là vẽ về các khối vẽ khổ mày quá, em tưởng vẽ tượng vẽ tượng hay vẽ người. Tại vì là đúng rồi, nếu mà mình thi đại học thì mình vẽ tượng vẽ người hợp lý, chứ còn nếu như mà bây giờ các bạn đang từ cấp 2 đến cấp 3 mà lại làm sao bắt các bạn vẽ tượng vẽ được vẽ đường, đúng không? Coi như là vẽ khối là những cái thứ mà cơ bản thể hiện năng khiếu, đúng không? Năng khiếu của các bạn ấy. Và bên cạnh đấy cũng thi văn hóa, đúng không chị? Văn hóa thì là chỉ cần các bạn tốt nghiệp cấp 2 thôi là được. Còn trường sẽ chỉ tổ chức thi năng khiếu thôi. Thế là mình có bằng tốt nghiệp cấp 2 này, và mình sẽ thi thêm môn năng khiếu để mình vào học. Và thế là mình sẽ học song song được cả văn hóa này và cả học năng khiếu sớm. Cái việc mà học năng khiếu sớm như thế thì chị thấy rằng là nó có những cái ưu điểm. Đối với cá nhân chị thì định hướng sớm, học sớm thì tốt. Bởi vì là 3 năm cấp 3 các bạn học văn hóa, sau đó là các bạn sẽ học luôn cái chương trình định hướng về nghề. Nhất là đối với những cái bạn mà yêu thích mỹ thuật, đã được tiếp xúc với mỹ thuật từ bé, từ nhỏ, thế thì lúc ý cái khoảng thời gian này là cái khoảng thời gian để các bạn định hướng về nghề. Bởi vì mỹ thuật thì cũng có rất là nhiều ngành nghề có thể ứng dụng nhé. Khoa thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa, thiết kế nội thất đó, rồi khoa tạo dáng công nghiệp hay là cụ có tạo dáng công nghiệp ở trong luôn này chị? À không, đấy là chị đang kể về các cái khoa của sau này vào đại, đại học đúng rồi. Thế thì khi mà các bạn thi đại học mà cái sự lựa chọn quá nhiều, trong khi mình chỉ có một cơ hội để đăng ký nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 thôi, thế thì làm sao chẳng nhẽ học đến năm thứ 2, thứ 3 rồi mới bắt đầu là trải nghiệm cả. Có đúng là mình phù hợp với ngành nghề này hay không, mình có yêu thích nó thật sự hay không. Lúc ấy mà lại hối hận thì chẳng nhẽ lại quay lại thi đại học lại và học lại lãng phí mặt mình. Vâng, đấy, kiểu mình thích vẽ là một nẻo nhá, mình thích thiết kế là một nẻo. Sau đến lúc mình vào rất là nhiều những chuyên ngành, chắc gì kiểu bạn thích vẽ, bạn thích thiết kế mà bạn lại phù hợp với cả cái chuyên ngành này, đúng không? Đúng rồi đấy. Ôi, ước gì mà em biết được trường cao đẳng sớm hơn. Chứ cái hồi em là em kiểu lúc mà em biết được là có trường mỹ thuật công nghiệp để mình có thể vào học cái chuyên ngành của mình ấy, nó là đúng là một cái bước tiến rất là lớn rồi. Mọi người giống như em đấy, mọi người sẽ nghĩ là cho con đi học năng khiếu nhưng mà học ở các cái trung tâm nhỏ lẻ, học mà như kiểu học cho vui thôi, chứ cũng không ai nghĩ là học để định hình sớm các cái hướng đi trong tương lai của các bạn. Như thế sẽ rút ngắn được cái khoảng cách và cái thời gian của các bạn ấy. Vậy thì với 3 năm cấp 3 mình sẽ học những môn gì trong chuyên ngành thiết kế đồ họa chị nhỉ? 3 năm học ở trường của chị thì mình sẽ học 2 năm cho chuyên ngành thiết kế đồ họa thôi nhé. Thì trong 22 năm đấy thì các bạn cũng vẫn học những cái môn cơ bản nhất của mỹ thuật, đó là hình họa chì này, môn màu sắc này, và sau đó là chúng ta sẽ học thêm những cái môn về phần mềm, sử dụng phần mềm máy tính như là Photoshop,
ebook, InDesign này, rồi chúng ta sẽ học thêm cả tư duy thiết kế này, lịch sử thiết kế đồ họa này, rồi sau đó là các bạn sẽ bắt tay vào làm các cái bài thiết kế chuyên ngành như là thiết kế logo, thiết kế bao bì, thiết kế bộ văn phòng, rồi và cả một cái nữa đấy là cái sách, nhưng mà gọi là sách thôi, nhưng mà thực ra là các bạn sẽ chỉ làm quen với thiết kế nhỏ như kiểu brochure, catalog hoặc là tờ rơi tờ gấp thôi, chứ không phải là cả một cái quyển sách dày như là các anh chị đã học làm đâu. Nghe qua cũng rất là giống cái trường mỹ thuật thu nhỏ, cái trường đại học mỹ thuật thu nhỏ lại. Ôi mà vừa nãy em nghe thấy là còn mình còn học phần mềm cơ á. Đúng rồi, ngoài học về kiến thức chuyên môn còn học cả phần mềm nữa. Học phần mềm thì học phần mềm đồ họa thì mới có thể làm được thiết kế chứ. Vâng, nhưng mà ngày xưa là chị em mình học đại học chị em mình toàn phải tự đi học mà. Đúng rồi, ngày xưa chúng ta phải tự đi học ở những cái trung tâm này và sao tự học mình có thì có. Thế nhưng mà đối với cả các bạn cấp 3, cái việc mà học các phần mềm như thế nó lại liên quan đến máy móc thì các bạn lại cũng phải tự kém một khoản tại sinh viên. Cái điều này thì là phụ huynh với cả các bạn học sinh yên tâm nhé. Vâng. Là trường mình có một cái phòng máy tính dành riêng cho các bạn thiết kế đồ họa và học đấy cô ạ. Đúng rồi, mỗi bạn một máy và thậm chí có cả vua con để dành cho những cái bạn nào trời thích ơi vẽ trên máy tính nhá. Đến tận là năm thứ mấy đấy học em mới biết cái vua con là cái gì luôn ấy. Tao thấy là tức là đến trường là mình đến và mình đến vào phòng máy thì mình có thể thực hành luôn đúng không ạ? Đúng rồi, ngoài những cái giờ lý thuyết ra thì sẽ có nhiều giờ để các bạn có thể thực hành và làm bài tập ở trên máy của nhà trường luôn. Về đến nhà mà các bạn ai có máy thì làm thêm, còn những bạn nào mà không có máy thì thời gian ở trên trường đủ để các bạn ấy mà hoàn thành bài tập. Thế là gần như kiểu mình có thể gói gọn cái việc học mà sử dụng máy móc ở trên trường. Thế thì với như chị vừa có chia sẻ thì là trong 3 năm thì mình chỉ học chuyên ngành 2 năm thôi, thì có phải là cái năm cuối cùng sẽ là cái năm mà mình tuyển ngành cũng phải thi văn hóa mà chị nhỉ? Mình cũng có thể thi để tốt nghiệp cấp 3 như bao bạn kiểu không học lại trường liên quan đến chuyên ngành sớm. Đúng rồi, cũng vẫn phải là ôn thi để tốt nghiệp cấp 3 này, thế sau đó là ôn thi để thi lên đại học nữa chứ. Có phải là mình học xong hệ trung cấp mà mình dừng lại? Thì nếu mà dừng lại thì cũng được thôi, nhưng mà cái kiến thức thì cũng chỉ là đủ để các bạn hành nghề. Chứ còn nếu mà các bạn muốn giỏi, muốn pro ấy, chuyên sâu hơn. Đúng rồi, muốn chuyên sâu hơn thì các bạn nên tiếp tục thi lên đại học. Lúc ý là trên đại học sẽ có nhiều các cái kiến thức kỹ hơn mà nhiều các cái chuyên ngành nhỏ cho các bạn lựa chọn luôn. Vâng. Thế thì theo như những cái môn mà chị Thảo vừa liệt kê thì em thấy là nó gần như là một cái bàn đạp nhỉ. Nếu như những bạn nào đã học qua hệ trung cấp của trường cao đẳng nghệ thuật thì khi mà mình lên đại học và mình vẫn tiếp tục chuyên ngành thiết kế đồ họa thì ok, mình đã được làm quen với cái logo này, bao bì sách, ít nhất mình biết cái kiểu hình dáng cái bài tập đấy nó sẽ như thế nào, đỡ bị sốc. Chứ còn ngày xưa kiểu khi mà em bắt đầu học chuyên ngành là bắt đầu em sốc lắm, mình bắt đầu thấy kiểu bao nhiêu sự tưởng tượng của mình nó kiểu nó khác hoàn toàn với các cái việc mà mình phải tạo ra một cái những cái ấn phẩm như thế. Thế thì trong quá trình mà các bạn học như thế em thấy là sự vừa nãy mình có nói về ưu điểm rồi, mà nhược điểm thì chị Thảo thấy sao? Nếu như mà kiểu các bạn cấp 3 thì thực ra là tuổi các bạn ấy cũng còn rất là nhỏ ấy, thì các bạn có gặp nhiều khó khăn trong cái việc mà học chuyên ngành không? Nghe là cũng kiểu các anh chị đại học học có vất vả đấy, các em cấp 3 không biết học có vất vả không? Theo như là chị giảng dạy và đánh giá thì giới trẻ bây giờ, các bạn học sinh bây giờ ấy, rất là nhanh nhẹn và năng động. Các bạn được tiếp xúc với các thiết bị điện từ sớm, cho nên là khi mà các bạn học ấy, đa phần là chị cảm thấy là những cái tín hiệu tích cực từ các bạn ấy. Chứ còn tích cực thì chị chưa thấy, chưa thấy có vấn đề gì nhé. Ví dụ như này, đối với lương này, khi mà các bạn ấy học những cái thứ mới lạ và nhất là khi mà sử dụng phần mềm ấy, đó là các bạn rất là thích thú và của sao làm được như thế này, sao làm được như thế kia hả cô, thế sao mà con muốn làm thế này, con muốn làm thế kia. Mà khi mà mình hướng dẫn các bạn thì các bạn lại ô hô lên, thế cũng có thường cái sự nhà dễ thương đúng không? Chắc chắn là dễ thương hồi đại học đúng không? Hồi đại học là sẽ kiểu như lúc nào ánh mắt nghi hoặc, nhưng mà chắc là kiểu các bạn mình sẽ kiểu lúc nào mọi thứ nó cũng rất là tươi mới, rất là kiểu hào hứng. Rồi ngay kể cả cái việc mà thay đổi từ cái việc mà vẽ trên giấy bút lên đến vẽ trên Wacom, thế là cũng là một cái sự thay đổi khác nhau, thì các bạn ấy cũng yêu, cũng
muốn chinh phục cái ebook vâng. Vua con đấy. Vâng, đó. Vâng, đáng yêu thế nhỉ. Vậy thì học rất là nhiều môn như thế, đến lúc mà mình làm tốt nghiệp thì sẽ như thế nào chị, kiến thức như nào? Khi mà các bạn tốt nghiệp ý, là các bạn ấy sẽ phải làm một cái đồ án tốt nghiệp nhé, giống như là các anh chị thi đại học ấy, đồ án tốt nghiệp của các bạn ấy thì cũng có rất là nhiều thứ. Như vừa nãy là mình cũng kể rồi, một thương hiệu thì bao gồm logo rồi bộ văn phòng rồi bao bì đó. Vâng. Thế là đến lúc tốt nghiệp các bạn ấy cũng sẽ được lựa chọn theo cái sở trường của mình đúng không ạ? Cũng kiểu như là ví dụ như bạn nào vẽ thì lại đi theo minh họa, ở bạn nào mà làm về thương mại thì sẽ có một bộ biện diện thương hiệu. Đúng rồi, thì tại vì là các bạn ấy là manh nha và sớm đặt chân vào cái vùng đất thiết kế này, cho nên là các thầy cô cũng sẽ cố gắng khai thác hết những cái khả năng của các bạn ấy. Ví dụ như là đầu tiên làm theo sở thích đã, đấy, làm đúng chủ đề nhưng mà theo sở thích này, đấy. Thế sau rồi những cái bạn nào mạnh về cái hướng, ví dụ có những bạn mạnh về minh họa này, trong đồ án tốt nghiệp của bạn ấy, các bạn ấy không sử dụng những cái hình ảnh lấy sẵn hay là không sử dụng những cái hình ảnh chụp, các bạn ấy có thể là tự mình vẽ. Thế những cái đầu hạng mục của cái bài đồ án đấy có nhiều không ạ? Nếu mà ví dụ như là so với cả bài đồ án của bên đại học. So với bên đại học thì tất nhiên là không thể nhiều bằng được. Bởi vì là đồ án bên đại học của các anh chị ấy thì là cái phần trình bày rất là chỉnh chu, rất là đẹp và rất là nhiều phụ kiện các thứ đi kèm. Còn là đồ án tốt nghiệp của các bạn hệ trung cấp thì ngoài những cái thứ cơ bản ra yêu cầu ra như là thiết kế logo này, bộ văn phòng này, rồi là bộ bao bì này, rồi ngoài ra còn các cái sản phẩm thật đường gia công nữa. Nó các bạn ấy trình bày thì cũng một chút thôi, ví dụ như là làm về bánh kẹo thì cũng trình bày thêm, học cách trình bày thêm là điểm một tí các cái sản phẩm thật, như ví dụ như đĩa bánh hay là những cái tờ rơi thứ cấp hay là những cái quảng cáo đi kèm. Vâng. Sao cho giống một cái không khí cửa hàng bánh thật. Vâng. Nhưng mà kiểu em thấy rất là hay vì là các bạn mới cấp 3 nhá, mà các bạn đã có thể kiểu được tiếp xúc với cả những cái thứ này nó rất là sớm. Ví dụ kiểu đã phải đi ấn này, ra hàng in này, xong bắt đầu cũng phải biết cách tính toán như thế nào để cập hồn đúng không ạ? Đúng rồi. Đấy, trong khi đấy kiểu mình ngày xưa là lớp 11 mình đã biết gì đâu, lớp 11 mình vẫn còn chỉ là cắm đầu đi ôn thi, cùng lắm là cũng chỉ biết màu mè rồi kiểu như là dưới bút cái thứ thôi. Thì đây cũng là một cái em nghĩ rằng là kiểu cái bạn nào trong những bạn nào mà sau này mà các bạn đi đúng cả cái con đường này thì rất là thuận lợi. Kiểu mình ở trung cấp mình đã học một lần rồi, sau đó lên đại học mình sẽ lại được tiếp tục học một lần nữa, và như kiểu mình upgrade bản thân lên. Hơn nữa là hệ trung cấp thì chỉ thời gian chỉ có 2 năm thôi, nên là những cái kiến thức các bạn ấy học được thì nó cũng chỉ là mới bắt đầu thôi. Còn lên đại học thì cái đầu hạng rất là rộng, còn rất là nhiều các cái mảng khác, nên lúc ý là các bạn ấy tha hồ mà thử sức ở các cái mảng mới và các cái lĩnh vực mới của mình ý. Mặc dù là kiểu tuổi còn nhỏ, hạng mục bài thì có vẻ là ít hơn, nhưng mà em nghĩ chắc là tính sáng tạo các bạn sẽ cũng thú vị lắm đúng không? Vậy thì Hebi với cả các bạn cùng xem một số sản phẩm của các bạn học trường mình nhé. Cùng ạ, đấy là em có nghe chị liệt kê là mình cũng được học màu sắc với cả hình họa, thì liệu rằng cái việc mà mình học hai cái môn đấy có đủ để mình thi vào các cái trường đại học tự nhiên cũng công nghiệp kiến trúc hay là mỹ thuật ít yêu ạ? Chương trình hình họa với cả chương trình màu sắc ở trường ấy thì là cái thời lượng học và cái khả năng học thì cũng chỉ phù hợp đối với hệ trung cấp thôi. Còn nếu mà các bạn đi thi đại học thì các bạn vẫn phải ôn luyện thêm nhiều luôn ý. Vâng. Bởi vì là mỗi trường đại học lại có cái phong cách thi đầu vào khác nhau. Vâng. Vậy là gần như là những cái mà mình học ở hệ trung cấp nó là một chút kiểu gọi là nền tảng kiến thức nho nhỏ để hỗ trợ mình khi mà mình đi ôn luyện để thi trường đại học thôi đúng không? Chứ không thể nào mà thay thế hoặc là bổ trợ quá nhiều mà. Không thể nào mà sau 2 năm mà vừa giúp các bạn được thi đại học vừa giúp các bạn được kiến thức thiết kế được. Đúng
ở đây. Cảm ơn cô Thảo đã đến đây và chia sẻ với Hemi cũng như khán giả rất là nhiều những thông tin hữu ích, và còn đặc biệt nữa nha, bởi vì là đây là những thông tin mà trước đây Hemi chưa từng khai thác trên playlist review chuyên ngành. Tức là các bạn có thể tìm hiểu mình có một con đường đó là học thiết kế đồ họa từ cấp 3, tìm hiểu về chuyên ngành của mình rất là sớm, là một cái bước nền tảng khi mà mình có thể quyết định là mình có hợp, thực sự hợp với chuyên ngành này không để tiếp tục học đại học này, rồi hay là tiếp tục sau này ra đời mình có thể làm nghề. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Đừng quên like, share, subscribe kênh và ấn vào biển cái chuông để không bỏ lỡ những video mới trên các kênh của Lương Hemi.